Trong tập trước, mèo Simi và Harry Team vào nhà trẻ hạnh phúc. Ai ngờ là bị quái vật bao vây. Cái gì? Và bọn chúng đang sử dụng sức mạnh để tiêu diệt hết tụi mình. Làm sao bây giờ? Hả? Ủa, mày quá thằng mày hoạt động kỳ cơ. Ôm nhau đi nào, mình sợ quá. Mày được luôn á. Bạn ta ra đây, sao bạn kẹo đầu mình như vậy? Mình có kẹo lên đầu mày đâu, trời tối thôi mình không có gì chờ. Té đi, 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 té đ
mình với bạn chuyên nghiệp quá ông ơi, mình với bạn chuyên nghiệp quá vậy cái một hai đứa mình chuyên nghiệp quá Kai ơi. Trời đúng thiệt là có tôi của lớp vậy hả? Xong rồi bỏ rơi các bạn nữa làm sao luôn á? Thật sự trời ơi, tôi đưa đợi sim sam mà có bạn ca mui à, bạn quay lại đi, bạn nhảy xuống dưới đi. Thôi thôi thôi, Lava dâng lên mọi người, Lava đang dâng lên kìa, chạy đi, chạy chạy lên. Mình đi kịp không là bị đá đè luôn á. Ok. Ê khoan các cậu. Các cậu còn nhớ con đường này không? Sao cái đường sợ vậy mấy bạn? Các bạn biết tin gì chưa? Hiện tại tại shop hello.vn đang bán ba lô semi siêu cute. Hiện tại đã có hai phiên bản thường và phiên bản cao cấp. Bản thường có giá là 369k, còn bản cao cấp chống cùng là 600k nha mọi người. Không chần chờ gì nữa, hãy mua ngay những chiếc ba lô semi cute này trước khi nó hết nha. Truy cập ngay shop hero.vn để mua nha. Nếu các bạn muốn mua trực tiếp tại shop hero thì hãy tới ngay các địa chỉ này nha. Ta-da! Cái đường này nhìn giống... đường về trường cũ nè. Không có, trời. Tụi mình đang ở trong cái rừng đáng sợ. Bây giờ tụi mình cần phải đi bên trong để coi có cách nào thoát khỏi đây không. Ok. Mình sợ quá. Bây giờ tụi mình thoát khỏi đây. Ok. Bây giờ làm sao để thoát khỏi đây giờ? Chúng ta cần phải đi theo cái đường này thôi chứ biết sao rồi trời. Chúng ta đi theo cái đường này sau đây. Đi theo tiếng gọi con tim. Đứng gọi con tim. Ê đây có mấy cái nước này. Chiến thắng. Ôi mấy cậu ơi. Ôi có ai rồi. Bơ này chú, cô chú bé chú. Ơi bơ là mình mất máu. Chạy đây là bơ gì vậy? Bơ axit hả? Hãy tìm máu máu tôi. Có cái leo chạy mày thấy mày không cần sức đi đó, mày không cần trốn vô leo, trốn vô leo, trốn vô leo, trốn vô leo. Ok mấy cậu á, trời ơi mình lần đầu sắp hẹo hả? Mình lần đầu tiên mình thấy có mấy cái gì vậy? Cái gì á mà đâu biết. Thôi mấy còn gà ăn không? Ăn bà không ăn. Tớ còn pancake anh nè. Lần đầu tiên mình thấy có mưa axit mà khiến mình bị gì ta? Ủa, không cần làm gì vậy Phong cần? Ủa Phong ơi. Bạn ơi bạn đi bạn để muốn mưa muốn búa hả? Ôi bạn còn có 10 máu hả bạn? Mình nghĩ cái gì nè? Mình nghĩ mưa nó sẽ không giật lại đâu. Eo thì pin. À không, mưa sẽ dừng lại sớm thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đợi ở đây vậy và đợi lúc nào đợi mưa ngừng lại. Đợi thôi chứ sao giờ. Chừng nào mới về được nhà đây. Cuối cùng mưa cũng đang dừng lại. Wow, trời ơi. Có cái món đồ ăn nè. Ok, bây giờ mình nghĩ chúng ta cần phải làm cho cái lửa chài này nó nổi lửa lên. Có vẻ không có ai ở đây cả. Đúng rồi mọi người, làm gì ai cấp chạy ở đây. Khoan, lỡ mà họ biết về cô Sara thì sao? Ừ ha, lỡ có một ai đó biết về cô Sara ở quanh đây sao? Nhưng mà bây giờ ở đây quá là muộn rồi. Bây giờ chúng ta phải ở đây qua đêm thôi. Thôi được rồi, ở đây qua đêm vậy. Trời ơi chỗ nè. Bây giờ nó bắt mình mua cái lửa này. Nó phải bắt mình tốn gần 50 robot. Trời ơi, tốt dữ người ta. Úi, nhanh nè. Ở đây có một cái reel. Chúng ta có thể gọi là dùng cái điều này đốn củi và chúng ta có thể gọi là cắm lửa chạy cắm lại. Ok rồi chúng ta làm nhận đúng. Ê tính ra tụi mình là con nít mà cái gì tụi mình cũng biết hết rồi. Cắm chạy rồi lấy cừu lấy rượu. Ủa? Rồi đốn củi mấy bạn. Cắt cái đèn pin này có bắt buộc phải mua không vậy mấy bạn? Không. Ủa vậy sao mình mua chi vậy, mình tốn 50 đô bất rồi. Trời ơi sao bằng rảnh như vậy. Trời ơi lấy gỗ để tụi mình còn bạn cái đôn. Bạn cái đôn giờ này bạn còn ăn bánh nữa. Không, cái bánh là sấy mình chưa ăn hết bạn. Chưa ăn hết. Chặt cây. Rồi bây giờ tụi mình cùng đặt lên cái gì ta, cái lửa chạy nè. Bấm. Chặt con. Ôi được rồi. Ok rồi. Rồi cứ đợi để lên thôi mọi người đó. Rồi để một cái nữa bạn. Cái đôn ơi, để lên. Ủa mình ứng đúng được bạn ơi. Rồi. Ok. Chúng ta đã làm rất xuất sắc. Rồi The Coming Fire đã hoàn thành. Ok, lửa chạy đã hoàn thành. Bây giờ thường thường ngồi lửa chạy chúng ta mình kể chuyện đi mọi người. Kể chuyện hả? Muốn kể chuyện không? Không bạn ơi, bạn đáng sợ, đủ sợ rồi bạn. Đừng làm như vậy bạn ơi. Hôm nay mình đã gặp một cái chuyện rất đáng sợ. Gì vậy?
Tài khoản mình hết tiền rồi. Mười cho tôi là bạn đi mua đèn pin chứ. À ý bạn là bây giờ bạn mua đèn pin xong bạn hết tiền luôn đúng không? Trời ơi mấy bạn ơi nó Ngày ca bui, bạn ca bui chính thức bay màu rồi. Ngày ca bui bị nghiệp quật rồi, ông trời đánh ca bui rồi. Em sao trong tuần trước ca bui cũng bị mấy sét đánh rồi mọi người mình sợ quá. Trời ơi, đang ngồi kể chuyện cái sét đánh ngang tay vậy hả? Hả? Ok, good night đi qua. Trời ơi, giờ ngủ đi ngủ mọi người ơi, đi ngủ đi. Ngủ đi, good night, không good night nổi luôn á. Tôi ngủ không có nổi luôn mấy bạn ơi, trời ơi. Ok ok, cũng ngon vậy. Ủa, gì vậy? Con chó mà còn có cái sừng này á. Con chó sợi. Sao biết trời, em lỡ là chúng ta em là chúng ta cứ phải chúng em ta cứ phải em là tất cả hẹn lên em tin tấn công đó. Ủa, chơi đúng không hả? Nó bị chó mắt đó. Nó cắn tôi, nó còn 50 máu à. Giờ sao? Mai máu nè, mệt ghê luôn à. Thôi sao? Đi thoát chỗ này tôi, mệt quá à. Chịu không nổi mất. Ok. Tụi ông qua được một tuổi kinh khủng. Chúng ta cần phải rời khỏi đây và tìm cô Sarah. Ok. Rồi, chúng ta đã lạc mất rồi là môi rồi. Phong, Phong cần bộ làm gì mà bỏ đi vậy? Phong cần. Trời ơi. Bạn đi luôn rồi bạn, sao bạn đi? Phan mà sao bạn bỏ tụi mình đi luôn vậy? Tụi mình căng thẳng mất vậy luôn rồi. Mình chợt nhớ ra, ngày hôm nay chính là ngày máy chơi game mình thích được ra mắt. Nếu như mình về trễ, người ta sẽ mua hết. Mà không tôi... được. Cố gắng sống sót trở về thôi. Thế là bạn bây giờ tụi mình phải cứu cô Zara để bạn quên hả? Ok. Phan mấy cậu, sao cái cầu này nhìn nó nguy hiểm quá à? Trời. Cái cầu này chắc chắn chúng ta chạy qua là nó sẽ rụng, cho nên là chúng ta phải đi thật nhanh mà hiểu không? Ui, tôi ok rồi. Nó có vậy thì không được an toàn đối với tôi cho lắm. Mình cũng nghĩ vậy. Bây giờ giờ sao? Từ đừng nhảy, từ từ mình phải đọc hết hướng dẫn đã. Đừng có sợ, chắc chắn tụi mình có thể thoát khỏi rừng này. Chắc trời sao Phong đưa yêu cầu mình lo các bạn ơi. Chúng ta có nên băng qua không? Mình băng qua luôn chứ giờ lẽ không qua rồi đi. Rồi đi, không ra đâu. Lỡ rồi mình rớt không sao? Thôi mình nghe thôi. Lỡ mà mình ở đây bọn mình ăn thịt làm sao? Ok. Yeah. Chúng ta hãy cùng đi nào. Được rồi, ê từ từ bây giờ 1 2 3 cùng nhảy. 1 2 3 cùng nhảy nha. Ok. Rồi chuẩn bị nè. Mấy cậu chuẩn bị nha. Mẹ ơi. Rồi. Ủa chưa đế mà. Đi thôi. Khoan. Hình như có cái gì đó đằng kia thì phải. Ủa gì đằng vậy? Đằng kia hả? Có gì vậy ta? Có gì vậy? Naruto! Naruto! Cậu quỷ! Cậu quỷ! Khoan mấy bạn ơi, sao con quái vật này nó bự hơn? Sao nó bự hơn lúc trước vậy? Trời ơi! Ôi! Anh chị không? Cái mũi bị hình quái vật kìa! Cái mũi... Cái mũi hả? Ca Mui sau một thời gian bị anh em mình chê lùng cho nên Ca Mui ức hận quá. Ca Mui biến thành quái vật siêu to, siêu cao rồi cay ơi. Trời ơi, trời ơi, em chê chị nhiều nhưng mà đừng làm vậy Mui. Trời ơi, có hai người em của chị nữa kìa. Trời ơi, tụi mình trông không mặn cái sừng quá luôn kìa mọi người. Trời ơi, nó gặp hả? Đừng... đâu nè. Ủa, đập cho đâu nè. Ủa, đập cho đâu nè. Ủa, từ
bây giờ bây giờ mình đi có mặt ở đâu nữa đây? Ủa tụi mình ở đâu vậy? Chỗ nào đây? Không biết nữa. Chúng ta đang ở đâu vậy? Trời ơi. Không biết luôn á, càng ngày càng lạ luôn á. Nó dẫn mình từ chỗ này mà bây giờ mình tới cái chỗ này mà công nghệ tiên tiến quá vậy. Trời ơi, tôi sợ quá bạn ơi. Trời ơi, giờ sao tụi mình bịch bịch luôn á bạn ơi. Úi, gì đó vậy? Trời ơi, cấp điện nữa hả? Trời ơi, mình hy vọng. Ôi, đó kìa. Khó quá vậy, coi đây. Nè, người muốn làm gì hả? Các người có phải muốn thoát khỏi ta? Các người thật sự nghĩ rằng là cái người có thể tới ra khỏi chỗ này hả? Thoát khỏi ta không? Nè, có cái vật kia, ngươi đã làm gì cô Sara hả? Nói mau. Hả? Sara là ai? Ủa là sao? Mới nói vậy là sao? Ồ, chung với con có phải là ngươi nhìn vào nhìn kỳ quá vậy? Quê. Cô sợ. Ngươi đã làm gì cô ấy hả? Trả lời tao mau. Hả? Hả? Ta đã lấy cô ấy khỏi các ngươi. Và bây giờ cô ấy là thuộc về ta. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi cô Saga. Đi ra em cứu cô nha. Ý của ngươi là sao? Cô ấy là của ngươi. Của ngươi? Là gì trời? Câu hỏi tốt đấy, một câu hỏi hay. Tại sao ngươi không đợi ta một chút, ta sẽ cho các ngươi thấy một số thứ thú vị. Ý ngươi là cái gì? Ủa gì vậy? Ngươi đang cần gạt lắm gì vậy? Hả? Khỏi, cô ơi. Hắn ta có gì vậy? Ngươi, hắn ta đang muốn biết cô giáo mình định hành cái gì đó. Hắn ta đang... Trời ơi, chạy đáng cô của chúng ta sẽ biến thành quái vật sao? Không được, không. Thì ra đây là cách hắn ta biết con người thành quái vật sao? Ôi không! Cô sư ạ! Oh my god! Ngươi đã biết cô ấy trở thành Minion! Gì Minion? Minion là con quái vật á! Tại sao ngươi làm vậy hả? Bởi vì ta cần khiến biến tất cả mọi người trở thành quân đoàn của ta và khiến tất cả mọi người biến thành quái vật. Quái? Tại sao? Gì vậy trời? Revengers? Về điều gì chứ? Ta không muốn nói điều này. Hả? Rốt cuộc. Và bây giờ các ngươi cũng vậy. Hả? Cái gì? Tôi sẽ biến thành quái vật. Nào! Các ngươi sẽ là người tiếp theo. No. Chúng ta đi rồi. Đây sẽ là cuối mình gặp các bạn. Mình sẽ quan tâm nhau. Chị bốc chúng ta chị ta. Trời ông mình cắt ta cho nhanh như bây giờ gì đó. Mình đã trở thành quái vật rồi. Ôi vui quá, vui quá các em. Thấy vui vui ta. Ê, tự nhiên cũng thấy nó gầu gầu sao mọi người. Cũng thấy vui vui mẹ. Ôi mời. Chiến thắng. Ủa vậy là cái kết tụi mình biến thành quái vật hả? Vậy chúng ta đã chào bad ending rồi. Oh my god. Trời ơi tụi mình. Vậy nếu tụi mình không chọn 3 câu tụi mình sẽ được good ending đó mọi người. Wow, ok các bạn, thì đó là phần chơi về gọi là daycare phần 2. Và nếu các bạn muốn mình với Cúc Tạ thành viên Hello Team tiếp tục các phần chơi như là nhà trẻ hay là trường học thì không đừng quên lục với dưới biết nha. Thì tụi mình đã vào ngay bad ending luôn mọi người. Nếu mà tụi mình không đi qua cầu cái là sẽ không cần, tụi mình đã thắng rồi. Nhưng mà thôi không sao, làm quái vật cũng được. Ok, còn bây giờ bye bye. Và các bạn muốn mình khám phá thử xem good ending là như nào, đừng quên lục với dưới tôi biết nha. Còn bây giờ bye bye các bạn. Bye bye. Đi ngủ sớm nha, chứ đừng như tôi gặp quái vật á mọi người. Bye bye.